Công đoàn Trường Tiểu học Xuân Hồng thuộc Liên đoàn Lao động huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định được thành lập từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 từ việc sáp nhập công đoàn của 3 trường tiểu học trong xã. Năm học 2020-2021, trường có 45 lớp với 1.349 học sinh. Đến với ngôi nhà Tiểu học Xuân Hồng trong những ngày đầu năm học, chúng ta không chỉ thấy được sự tích cực trau dồi chuyên môn của các đồng chí đoàn viên công đoàn, mà ta còn thấy được không khí sôi nổi, hào hứng của các đồng chí trong việc luyện tập thể dục thể thao. Khiêu vũ và yoga nghệ thuật là hai môn thể thao được các đồng chí đoàn viên công đoàn nhà trường lựa chọn tập luyện để nâng cao sức khỏe. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạc quan. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân môi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Một chiều đi trên con đường này, hoa đi vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi đường về trường ôi sao lạc quan. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Tiếng nói thầy cô chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua là một lần ghi dấu trong cuộc đời. Nhớ ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần lên trường. Nhớ mãi ngày chia tay nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Bạn bè đến những miền xa, nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn xa xuyến lòng ai. Nhớ mãi ngày chia tay, cùng bạn bè đến những miền xa. Đêm đến bên bờ ước mơ
rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đường từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai? Như